Đây có lẽ là video vô lý nhất mà tôi làm trong năm nay, so sánh chiếc Suzuki Jimny và Subaru Forester. Đằng sau đây chúng ta có một chiếc SUV đích thực khung gầm rời, chỉ có 3 cửa, kích thước nhỏ hơn xe hạng A và sử dụng hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian. Trong khi đó chiếc Subaru Forester là một chiếc crossover hạng C, thậm chí là kích thước lớn AWD, và tất nhiên là nó hướng tới gia đình rất nhiều. Mặc dù khác xa nhau rất nhiều cả về mặt phân khúc cũng như là mục đích sử dụng, thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng một tham chiếu. Đó là hai chiếc SUV trong video lần này đều thu hút một tập người dùng nhất định, những người có cá tính khá đặc biệt, ưa chuộng giá trị vận hành nhiều hơn là những option hưởng thụ, và đặc biệt đề cao giá trị của hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Trước khi bắt đầu video này thì chúng tôi cũng muốn nhắc với các bạn rằng con số giá bán khoảng 866 triệu cho chiếc Suzuki Jimny và 869 triệu cho chiếc Subaru Forester EL là những con số cuối cùng mà chúng tôi có thể tìm thấy được, và không đảm bảo đồng nhất với con số mà các bạn có thể tìm thấy ở đại lý, đặc biệt là đại lý Suzuki. Và cũng chính như trong video mà chúng tôi đánh giá chiếc Suzuki Jimny ở đây, thì để so sánh hai mẫu xe trong video lần này, chúng ta sẽ buộc phải phân tách chúng dưới hai vai trò khác nhau độc lập: một phương tiện di chuyển đơn thuần và một thứ công cụ đồ chơi off-road. Và nhắc tới tính phương tiện đơn thuần thì rõ ràng là Suzuki Jimny quả thật là không có bất cứ lý do gì để cạnh tranh với Subaru Forester cả. Nó là một chiếc xe vô cùng nhỏ, nhỏ tới nỗi mà nếu tính cả phần lốp treo ở phía sau, chiếc Jimny ở đây còn ngắn hơn chiếc Toyota Ray tới 385mm, hẹp ngang hơn Sonet 145mm và có trục cơ sở, còn nhỏ hơn Fadil 135mm, mẫu xe vốn đã có trục cơ sở cực kỳ nhỏ rồi. Và như thế thì trong mắt người Việt Nam, ngay từ khi tiếp xúc chiếc xe cực kỳ nhỏ mà các bạn đang nhìn thấy phía sau lưng tôi, sẽ có dáng vẻ của một mẫu không phải là đắt tiền. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, chiếc Forester vẫn là một mẫu xe to con hoành tráng ở trong phân khúc crossover hạng C. Và tổng thể thì với những người không quá quan tâm tới xe hơi, họ sẽ nhìn thấy chiếc Forester đắt tiền hơn hẳn. Và không chỉ có thế, Subaru Forester là một chiếc xe có 5 ghế ngồi và chỗ để hành lý một cách thoải mái. Còn với Suzuki Jimny, bạn cần phải chấp nhận một thực tế, nó là một chiếc có thiết kế 2+2. Ở đây chúng ta sẽ có 2 ghế ngồi ở phía sau, không hề khó chịu. Tuy vậy, khi bạn đã dựng đủ 4 ghế lên, chúng ta sẽ không còn không gian để hành lý nữa. Thêm vào đó thì với tôi, một điểm nữa cần phải nhắc tới với chiếc Suzuki Jimny, đó là mặc dù không gian hàng ghế phía sau ok, nhưng bạn sẽ không thể ngồi ở vị trí đó quá lâu bởi độ sốc nảy. Mọi yếu tố đều nói lên điều này, chúng ta sở hữu một chiếc xe có hai cầu cứng và trục cơ sở rất ngắn. Điều gì quan trọng cần phải nhắc lại nhiều lần, Suzuki Jimny sẽ vẫn chỉ là một chiếc 2+2, còn Subaru Forester là một chiếc 5 chỗ thoải mái. Ở trên Jimny, Suzuki có một cách tiếp cận có thể nói là trần trụi hơn cả nghĩa đen của từ này. Vào năm 2024, tôi cho rằng sẽ rất khó để các bạn có thể tìm được một chiếc xe mà phải gập gương bằng tay, ghế nỉ chỉnh cơ không chỉnh được độ cao, phải vặn chìa khóa để đề, và các bạn thậm chí còn không có nút đóng cửa phía bên trong xe. Mọi yếu tố được tạo ra để chiếc xe này nhẹ cân và có ít thứ nhất để hỏng. Điều này thì rất là logic với một chiếc xe địa hình thôi, nhưng nếu đặt nó trong tham chiếu một phương tiện sử dụng hàng ngày thì quả thật là sự trần trụi này sẽ khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu. Còn ngược lại với chiếc Subaru Forester, có thể nói là trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây, Subaru họ có một cách tiếp cận bớt cực đoan với mẫu xe này. Bây giờ ở tầm giá 860 triệu thì quả thật là rất khó để có thể nói rằng chiếc Subaru Forester EL là mẫu xe quá thực dụng được. Mà danh sách đồ chơi, những thứ để hưởng thụ ở bên trong xe của nó cũng rất tốt. Và thay vì tốn của các bạn thêm khoảng 1 phút để liệt kê những chi tiết option liên quan đến mẫu xe này, thì đường link về mẫu Subaru Forester EL chúng tôi đang để ngay ở phía bên phải màn hình để anh em tiện tham khảo. Tiếp đó thì nhắc tới tính phương tiện, rõ ràng hệ động lực là yếu tố tối quan trọng, và ở đây thì ưu thế rõ ràng thuộc về chiếc Subaru Forester. Mặc dù mẫu xe này không có hệ động lực quá mạnh mẽ, nhưng nó giải quyết các nhu cầu di chuyển của chúng ta một cách dễ chịu hơn hẳn. Ở đây chúng ta hãy cùng đề cập tới việc cả hai mẫu xe SU ở trong video lần này đều có những động cơ chỉ gọi là đủ dùng ở trong môi trường đô thị phổ thông và sẽ khá đuối sức ở môi trường cao tốc. Tuy vậy thì chúng ta sẽ vẫn cần phải bóc tách giá trị mà hai mẫu xe này mang lại. Sự khác biệt ở đây nằm ở việc Suzuki Jimny có một động cơ không quá thoải mái và sổ hết sức kéo ra ở bước ra đầu. Bên cạnh đó, nó có hộp số tự động 4 cấp với 2 cấp số đầu tỷ số truyền lớn. Bởi vậy mà các bạn cầm lái mẫu xe này ở trong môi trường đô thị sẽ cảm thấy nó có những cái bước xuất phát khá là nhanh nhẹn, gọn gàng. Nhưng điểm trừ đó là khi các bạn đi ra tới môi trường cao tốc thì chúng ta sẽ phải chấp nhận tình trạng là nó uể oải chậm rạp hơn rất nhiều. Và sự khó chịu này cũng cần được bóc tách làm hai yếu tố. Thứ nhất là hộp số chuyển
khá là lúng túng và chậm chạp. Thứ hai là lúc này chúng ta đã vắt kiệt sức của động cơ, các bạn sẽ không còn quá nhiều sức kéo ở giải tour lớn nữa. Về cơ bản thì chúng ta có thể nói một cách khá ngắn gọn, đó là chạy chiếc Suzuki Jimny thì giải vận tốc mang tới sự dễ chịu nó nằm ở ngưỡng dưới 60 km/h. Còn phía trên này thì các bạn sẽ bắt buộc phải nghe thấy tiếng máy gào khá nhiều. Cũng vẫn là cái công thức sức máy không quá thoải mái và sổ ra nhiều sức kéo ở giải tour đầu thì chiếc Forester lại giải quyết nhu cầu di chuyển tổng thể của chúng ta dễ chịu hơn. Ở đây tôi sẽ đề cập tới việc chạy chiếc Forester trên cao tốc với hộp số CVT đó. Nếu các bạn đã làm quen được với sức máy và biết lựa chân thì nó vẫn có những cái pha tăng tốc giải quyết nhu cầu thay đổi vận tốc một cách có hiệu quả. Và về cơ bản thì tôi vẫn cần phải nhắc lại với anh em là chạy Forester ở trên cao tốc mà các bạn có bất cứ pha đạp thốc nào nó sẽ đều là sự lãng phí cả về mặt trải nghiệm cho tới phần nhiên liệu. Subaru Forester là mẫu xe có thể giải quyết được nhu cầu di chuyển của chúng ta một cách đủ dùng theo nghĩa đen mà hiếm khi các bạn phải nghe thấy tiếng máy gào quá to. Và chúng ta cũng cần phải nhắc lại một chút xíu nữa là chiếc Jimny ở đây với hộp số tự động 4 cấp, nó có 2 cấp số đầu, hoàn toàn ưu tiên cho việc chạy địa hình và như thế thì rõ ràng là so sánh với trải nghiệm CVT của chiếc Forester, mẫu xe đối thủ trong hoặc kép, nó êm mượt hơn khá nhiều. Bên cạnh đó thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ vẫn phải nhắc tới một ưu thế không thể chối cãi của Subaru Forester, đó là hệ động lực AWD mang tới cho nó những cái pha di chuyển ở trên cao tốc uyển chuyển, chính xác hơn rất nhiều. Ngoài ra mẫu xe này cũng sở hữu hai điểm mạnh khác có thể nói là gần như tuyệt đối trong phân khúc, đó là hệ thống treo rất cân đối và cảm giác lái rất tử tế chính xác của nó. Còn ở bên đây rõ ràng là các bạn sẽ không muốn cầm lái chiếc Jimny và chạy ở chế độ 4H trên cao tốc rồi. Bên cạnh đó thì phần treo khá sóc nảy từ hai cầu cứng kèm theo một phần cảm giác lái có thể nói là khá lùng cùng của nó, biến cho mẫu xe này trở thành một phương tiện khá vụng về khi đặt cạnh chiếc Forester nếu các bạn có chót nhìn thấy hai mẫu xe cùng song hành ở trên đường cao tốc. Tuy vậy, nếu xét tới khía cạnh sử dụng xe như một công cụ địa hình thì Suzuki Jimny lại thực sự lên tiếng. Với kết cấu cầu cứng ở phía trước giúp cho hai bánh luôn luôn tì bám xuống dưới mặt đường thì mẫu xe này có thể giải quyết bài toán địa hình ở đây một cách tương đối đơn giản. Trong khi đó với chiếc Forester tôi tin là các bạn sẽ không dám bước chân vào đây. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải nhắc tới hai đặc điểm nổi trội nữa của Jimny, đó là sức kéo lớn ở giải tour đầu và khối lượng nhẹ giúp cho nó giải quyết những con dốc đá học một cách rất đơn giản, thậm chí không cần phải sử dụng tới hai cầu. Ở phía bên kia thì với chiếc Subaru Forester chúng tôi cũng đã thử nghiệm và tất nhiên là Forester có thể lên được một cách bình thường. Tuy vậy thì các bạn cũng sẽ nhận thấy cỗ máy của chiếc Forester phải hoạt động khá vất vả ở tình huống này. Và lý do của Forester thì ngược lại hoàn toàn, nó có khối lượng nặng hơn đáng kể, hệ dẫn động AWD và có treo độc lập, khiến cho một trong số những bánh xe có thể rơi vào tình trạng mất bớt độ bám. Và tất nhiên là quá trình lên dốc cũng sẽ vất vả hơn. Thế vào đó thì chiếc Suzuki Jimny ở đây có bộ ba góc tới, góc thoát và góc vượt đỉnh dốc đều rất lớn. Nó mang tới cho chúng ta sự tự do đặc biệt khi chạy trên những cung đường địa hình. Và ngược lại với Forester, bộ ba góc này khá giới hạn và tất nhiên các bạn sẽ cảm thấy rón rén ở rất nhiều tình huống. Hãy lấy ngay ví dụ với ba con dốc liên tiếp mà chúng tôi quay chiếc Suzuki Jimny ở đây thôi. Các bạn hoàn toàn có thể cầm lái chiếc xe này và bay nhảy qua ba con dốc đó một cách hoàn toàn tự tin. Nhưng với Forester thì tất nhiên nó sẽ là 6 lượt lên xuống một cách rất từ từ. Ở đây thì tôi sẽ có một câu chuyện rất cũ vẫn phải nhắc lại, đó là đặc tính khác với hiệu năng. Bạn sở hữu một chiếc xe có đặc tính dẫn động 4 bánh không có nghĩa rằng hiệu năng của nó là vượt được mọi con dốc. Mỗi chiếc xe đều có những ưu thế hoặc những bất lợi về mặt vật lý nhất định mà chúng ta buộc phải chấp nhận. Hãy lấy ngay chiếc Suzuki Jimny sau lưng tôi làm ví dụ. Nó có hộp số phụ, có transfer case với hộp số 4L, với cấp số 4L. Nó mang tới cho các bạn khả năng nhân sức kéo lên thêm 2,644 lần, một thứ mà chiếc Forester không có được. Bên cạnh đó thì tỷ số truyền cuối của chiếc Jimny cũng đạt được ngưỡng 4.3, trong khi đó chiếc Forester là 3.7. Và nó cũng tiếp tục thể hiện những cái ưu thế về mặt vật lý của mẫu xe cỡ nhỏ này so với đối thủ hạng C. Và nhắc tới khả năng địa hình thì lại một lần nữa chúng ta phải đề cập tới hai ưu thế về mặt vật lý của Jimny so với đối thủ, đó là sở hữu khối lượng nhẹ và hai cầu cứng. Suzuki Jimny có thể leo lên con dốc khoảng 35 độ ngay sau lưng tôi mà các bạn chưa chắc đã phải sử dụng tới quá 2.000 vòng tour, tất nhiên là với một người lái có kinh nghiệm. Còn với chiếc Subaru Forester thì đơn giản là các bạn không thể, nó sẽ thiếu sức kéo so với khối lượng đó. Và ngay cả khi nếu bạn là một người quá rảnh sử dụng xe cẩu để đặt chiếc Forester lên đỉnh dốc thì bạn cũng sẽ không thể xuống được vì thiếu góc vượt đỉnh dốc. Kết luận cuối cùng của chúng tôi vẫn rất quen thuộc thôi, là hai chữ đánh đổi. Ở đây nếu các bạn muốn lăn bánh một phương tiện gần 1 tỷ đồng và nó đóng vai trò một công cụ off-road sắc bén, bên cạnh đó thì nó thể hiện được một cá tính sự độc lạ khác biệt và chấp nhận hy sinh
sự tiện dụng, tiện nghi, mức độ thực tế ở bên trong xe thì Suzuki Jimny bây giờ sẽ là một cái tên cực kỳ sáng giá. Còn ngược lại, nếu các bạn cần một chiếc xe có tính thực tế cao, rộng rãi, mức độ tiện nghi bây giờ cũng rất tốt, kèm theo khả năng di chuyển êm ái ở trên hầu hết tất cả các địa hình, và tất nhiên rồi là cả khả năng di chuyển địa hình cũng tương đối nữa, thì chiếc Subaru Forester tất nhiên là cái tên sáng giá hơn. Cảm ơn anh em đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi trong video đánh đổi giữa Suzuki Jimny và Subaru Forester. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào khác về hai mẫu xe này thì vui lòng trao đổi với chúng tôi ở phần comment. Hẹn gặp lại anh em ở nhiều video khác của GearUp.